Rồi, xin chào các em học sinh lớp 8. Thì trong video trước chúng ta đã hoàn thành xong lý thuyết của bài số 6, chương 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, tổng 8, tập 1. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần bài tập. Các em quan sát bài đầu tiên, bài 2.1. Những đẳng thức nào sau đây là hằng đẳng thức? Như vậy thì các em để ý cho thầy nè, nó là hằng đẳng thức khi nào? Đấy. Khi vế trái bằng với vế phải thì đó chính là hằng đẳng thức. Nào, ở câu A, x cộng 2 bằng 7 cộng 1. Nhưng mà giả sử các em thay x bằng 0 vào thì chúng ta có vế trái của mình bằng mấy? Thay x bằng 0 thì vế trái bằng 2, đúng không? Thay x bằng 0 thì vế phải của mình sẽ bằng 1. Thì như vậy 2 không thể nào bằng 1 được, hay nói một cách khác, vế trái không bằng với vế phải. Thì chúng ta thấy gì? Rõ ràng ở câu A không là hằng đẳng thức. Rồi, câu A, x cộng 2 bằng 3x cộng 1 không là hằng đẳng thức. Vì khi ta thay x bằng 0, khi thay x bằng 0 thì vế trái bằng mấy? Vế trái bằng 2, đúng không? Và vế phải bằng 3, bằng 1. Như vậy thì vế trái không bằng vế phải, thì hai vế của đẳng thức không bằng nhau. Và cụ thể đó là gì? Nếu các em thay vào thì vế trái sẽ bằng 2, đúng không? Và vế phải sẽ bằng 1, tức là số 2 nó không bằng số 1. Đấy. Rồi, câu B. Câu B thì ở đây ta có được gì? 2x nhân cho x cộng 1 và 2x mũ 2 bằng 2x cộng cho 2x. Vậy thì ở đây các em thấy nè, 2x này, x cộng 1. Khi các em nhân vào với nhau thì có phải là gì? Đơn thức nhân với đa thức, các em lấy ra nhân đây thì ta sẽ có được gì? 2x nhân x có phải là 2x bình, đúng không? Rồi gì nữa? Mình lấy đây, mình nhân vào đây, 2x nhân cho 1 tức là 2x. Đấy. Mà khi chúng ta nhân ra được cái kết quả này thì nó chính là gì các em? Nó chính là vế phải ở đề bài, đúng chưa? Đấy. Vế trái của mình đây nè, mà khi chúng ta nhân vào thì nó sẽ ra được vế phải này. Như vậy rõ ràng vế trái nó bằng với vế phải. Mà khi vế trái bằng vế phải thì nó là gì? Là hằng đẳng thức, đúng không? Đấy. Rồi. Là hằng đẳng thức. Vì hai vế bằng nhau. Đấy. Thầy ghi thêm cái này cho nó rõ ràng. Hai vế bằng nhau. Đấy. Này các em cứ gì? Cứ có x thì các em cứ thay x vào xem thử. À, nếu như mà vế trái mà nó bằng vế phải thì chúng ta kết luận nó là hằng đẳng thức. Còn ở đây thực ra chúng ta không cần thay vào, vì khi các em thực hiện cái phép nhân đơn thức với đa thức ấy, thì nó ra được cái vế phải rồi. Đấy, các em nắm được ha. Rồi câu C tương tự. Câu C chúng ta cũng có được đó là A cộng B nhân cho A bằng, bây giờ mình xem thử, mình nhân vào xem thử, A nhân A, đúng không? Có phải sẽ bằng A bình. Rồi gì nữa nè? B nhân A thì có phải sẽ là gì? Cộng cho BA. Mà khi mình chúng ta nhân vào đây thì nó ra được cái này. Thì cái này cũng chính là gì các em? Cũng chính là vế phải ở câu C, đúng không? Vậy thì vế trái nó sẽ bằng với vế phải, thì nó cũng là hằng đẳng thức, vì hai vế của nó bằng nhau, đúng chưa? Đấy. Là hằng đẳng thức. Vì hai vế bằng nhau. Đấy. Rồi câu D. A trừ 2 bằng 2A cộng 1. Cái này thì không có phép nhân này, đúng không? Không có phép nhân đơn thức với đa thức. Thì buộc mình phải tìm một cái số nào đó để mình thay vào xem thử vế trái có bằng vế phải không. A trừ 2 bằng 2A cộng 1. Bây giờ mình thay 0 vào thử nào. Cho A bằng 0
Thế thì a bằng 0 vào thì bên này sẽ bằng gì? Âm 2 này. Đúng không? Mà a bằng 0 vào đây thì bên này lại bằng 1. Đúng không các em? Khi các em thay a bằng 0 vào thì bên này sẽ là âm 2. Mà các em thay a bằng 0 vào thì bên này sẽ là 1. Như vậy thì 2, âm 2 không thể nào bằng với 1 được. Nên là hai vế này không bằng nhau. Vậy nó không phải là hàm đẳng thức. Rồi, tiếp tục. 0 là... hàm đẳng thức vậy khi thay a bằng 0, à, cái này là xóa ha, thì hai vế của đẳng thức không bằng nhau. Cụ thể đó là âm 2 nó khác không bằng 1. Đấy. Ok ha. Rồi như vậy thì chúng ta xong bài 2.1. Thì với bài 2.1 này các em hiểu cho thầy được đó là gì? Khi nào nó là hàm đẳng thức? Khi vế trái nó bằng với vế phải. Đấy. Ở câu A và câu D thì nó không phải là một phép nhân. Nên chúng ta không gọi là không có rút gọn các em. Nên là gì? Mình tìm x bằng 0 hoặc là a bằng 0 mình thay vào. Nếu vế trái nó bằng với vế phải thì nó là hàm đẳng thức. Mà khi thay vào vế trái không bằng vế phải thì nó không là hàm đẳng thức. Còn ở câu B và câu C thì ở đây dưới dạng đó là đơn thức nhân với đa thức. Thì chúng ta nhân vào. Mà khi nhân vào thì nó ra vế phải luôn. Nhân vào nó ra vế phải luôn. Như vậy câu B và câu C là hàm đẳng thức. Ok ha. Rồi tiếp tục mình đến với bài 2.2. Thay dấu hỏi chấm bằng biểu thức thích hợp. Ở đây chúng ta có được x trừ cho 3y, x cộng 3y. Thì các em thấy nó giống nhau. Nó giống nhau về x này, 3y, x, 3y. Nó khác nhau về dấu trừ và dấu cộng. Thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cái hàm đẳng thức đó là gì? A bình trừ cho B bình sẽ bằng A trừ B và nhân cho A cộng B. Đấy. Vậy thì mình có được A trừ B nhân cho A cộng B. Đấy. A trừ B nhân A cộng B thì sẽ là gì? A bình, đúng không? Trừ cho B bình. Rồi, thầy ghi xuống đây ha. Câu A. X trừ cho 3Y. X cộng cho 3Y. Như vậy sẽ bằng gì? Cái số đầu tiên nè, A này, trừ B này, A cộng B. Như vậy số đầu tiên, số A của mình chính là X bình. Mũ 2. Rồi gì nữa? Trừ cho B, đúng không? A bình trừ B bình. Như vậy sẽ là gì? Trừ cho 3y tất cả mũ 2. X mũ 2 thầy ghi lại. Cái 3y tất cả mũ 2 này các em phải để ý, mình để ý biến đổi này. 3y tất cả mũ 2 sẽ là gì? Lấy số 3 này mũ 2 lên. Đó thì bạn 9 và y này mũ 2 lên. Tức là chúng ta sẽ lấy lần lượt cái số bên trong đó mũ 2 lên. 3 mũ 2 bằng 9. Y mũ 2 sẽ bằng Y mũ 2. Ok ha. Rồi tiếp tục. 2X trừ Y, 2X cộng Y. Tương tự thôi, đúng không? Mình cũng có được cái gì? Cái đầu tiên của mình sẽ là A. Cái sau của mình sẽ là B. Tại vì nó giống nhau mà. A trừ B, A cộng B. Cái hàm đẳng thức số, cái hàm đẳng thức này nó dễ dùng lắm các em. Đấy, nên mình lưu ý. Rồi, chỗ này sẽ là 2X trừ cho Y. Và mình có được đó là 2x cộng cho y. Nó sẽ bằng gì? A. Đây là A. Và đây là B. Như vậy thì sẽ là A bình. Tức là 2x tất cả bình. Rồi. Trừ cho B. Tức là y bình. Vậy thì chỗ này mình sẽ lấy gì? 2 mũ 2 sẽ bằng 4. X mũ 2 sẽ là x mũ 2. Rồi, trừ cho y mũ 2. Ok chưa? Rồi, cái này để thầy đây ha, thầy xóa mấy cái phần mà tô màu đây. Để những cái tô màu chính là những cái mà chúng ta điền vào này. Đây, cái này là cái mà chúng ta điền vào ở trong cái ô trống này. Được không các em? Này, thầy tô màu này. Câu A, thầy tô màu. Thì cái vị trí thầy tô màu chính là cái mà điền trong ô trống. Được ha? Đấy. Còn cái bước này là cái bước trung gian, bước làm thêm để cho các em hiểu.
Tiếp tục câu B, cái tô màu của thầy chính là gì? X bình. Tại vì ở đây người ta cho số 4 rồi, đúng không? Cho trừ y mũ 2 rồi. Như vậy thì cái điền vào sẽ là x mũ 2. Tiếp tục câu C, x bình cộng cho 8xy cộng cho hỏi chấm, chỗ này là mở ngoặc, với hỏi chấm cộng cho 4y tất cả mũ 2. Như vậy thì ở đây thì mình có được cái chỗ này là mình có dấu cộng này, đúng không? Và đây là mũ 2. Như vậy thì các em nhớ ngay đến cái hằng đẳng thức đó là gì? A cộng B tất cả mũ 2 sẽ bằng gì? A mũ 2 cộng cho 2AB cộng cho B mũ 2. Như vậy thì ở đây mình có được x bình của mình là A rồi, đúng không? Như vậy A của mình là gì? X bình này thì A của mình chính là x này, A của mình chính là x. Và B của mình thì rõ ràng ở trong này mình nhìn thấy thì của mình chính là 4y. Như vậy ngay ở chỗ này nè, mình điền vào cho thầy chỗ này sẽ là x rồi, đúng chưa? Đây là x bình nè, đúng không? Đây A bình này thì trong mặt sẽ là A này, các em nhìn thấy không? Chỗ này là A bình và trong mặt sẽ là A. Như vậy tương tự như vậy, ở đây là bình này thì trong mặt sẽ là gì? Mình lấy bỏ cái mũ 2 đi, mình lấy x thôi. Đấy, như vậy thì ngay chỗ này mình sẽ điền là x. Đúng không? Thầy ghi lại ha. Câu C đó là x bình này cộng cho 8xy cộng dấu hỏi chấm. Và chỗ này thầy điền trước đó là x cộng cho 4y tất cả mũ 2. Đấy, như vậy thì cái điền ở trong mặt đây chính là x. Được ha? Và chỗ này thì mình có được gì? A bình này cộng cho 2ab và cộng cho chỗ này sẽ là b bình. Mà b của mình là 4y, như vậy thì ngay chỗ này sẽ là 4y tất cả bình. Đấy, tất cả mũ 2. Như vậy thì ngay cái ô trống đầu tiên chúng ta điền cho thầy đó là 4y tất cả mũ 2. Được không các em? Đấy, mình có được ở trong ngoặc của mình là b rồi, đúng không? Trong ngoặc mình là b. Như vậy thì ngay ở chỗ này là b bình thì chỗ này nó sẽ thiếu b bình. Mà b của mình là 4y, như vậy thì chỗ này sẽ là 4y mũ 2. Ok ha. Rồi, câu D. Câu D thì chúng ta sẽ có được chỗ này là trừ, ngay chỗ này là trừ thì mình sử dụng cái hằng đẳng thức số, hằng đẳng thức trừ đó là a trừ b mũ 2 sẽ bằng a mũ 2 trừ cho 2ab cộng cho b mũ 2. Rồi, ở chỗ này mình có là 2x rồi, đúng không? Như vậy thì đây sẽ là a. Như vậy thì dấu hỏi chấm chỗ này sẽ là gì? 2x tất cả mũ 2, tức là a mũ 2. Đấy. Rồi, như vậy chỗ này mình sẽ là 2x tất cả mũ 2 trừ cho 12xy cộng cho 9y mũ mũ 2. Đấy, như vậy thì cái ngoặc đầu tiên mình sẽ điền cái này. Đây mình xác định được rồi, đó là gì? A của mình là 2x rồi, đúng không? Đấy, điền vào đây. Rồi tiếp tục, chỗ này của mình là 9y mũ 2 là b bình. Đấy, 9y mũ 2 là b bình nha. Như vậy thì ngay chỗ này mình sẽ điền b. Mà ta có được gì? Thầy bằng nháp nè. 9y mũ 2 thì sẽ bằng gì? 3y tất cả mũ mũ 2. Như vậy thì 3y của mình sẽ là b, đúng không? Mũ 2. Mình xác định b là mình không có lấy mũ 2. Như vậy thì ở đây sẽ là a trừ b này, mũ 2 bên ngoài. Và tương tự b của mình là 3y. Như vậy chỗ này sẽ bằng gì? 2x trừ 3y tất cả mũ 2 bằng 2x trừ cho 3y tất cả mũ 2. Và chỗ này ô trống tiếp theo chúng ta sẽ điền là 3y. Rồi thầy nói lại chỗ này tí xíu nữa. Ở đây mình có dấu trừ, mình có dấu trừ, đúng không? Mở ngoặc 2x trừ cho dấu hỏi trống, đóng ngoặc mũ 2. Như vậy đây sẽ là hằng đẳng thức a trừ b tất cả mũ 2 bằng a mũ 2 trừ cho 2ab cộng b mũ 2. Như vậy thì 2x của mình là a rồi. Thế thì ngay chỗ dấu hỏi chấm này sẽ là gì? A bình theo công thức. A bình. Vậy đó sẽ là 2x tất cả mũ 2, tức là bình. Trừ cho 12xy cộng cho 9y bình. Cái chỗ này sẽ chính là gì? Là b bình. Mà 9y bình của mình biến đổi về sẽ là 3y tất cả mũ 2. Đúng không? Tất cả bình. Đấy. Cái bình và mũ 2 lại giống nhau nha các em. Em để ý ha. Rồi như vậy thì ngay chỗ này B của mình chính là 3y. Vậy thì A trừ B tức là gì? A là 2x rồi, trừ cho B tức là trừ cho 3y tất cả mũ 2. Nên là cái đóng ngoặc của mình, cái ô trống của mình sẽ điền đó là 3y. Đấy. Như vậy ở câu A, câu ô trống thứ nhất này, thầy tô màu. Ô trống tiếp theo, tô màu. Câu C, ô trống thứ nhất, ô trống thứ hai.
Câu D, ô trống thứ nhất, ô trống thứ hai. Ok ha. Cái phần màu cam này là nội dung hàm đẳng thức. Rồi, chúng ta xong bài 2.2. Tiếp tục. Mình đến với bài 2.3. Yêu cầu tính nhanh. Câu A. Chúng ta có 54 nhân cho 66. Như vậy thì 54 và nhân cho 66 thì ở đây chúng ta sẽ đưa về những cái số chẳng hạn như là những cái số nào mà nó rơi về hàm đẳng thức các. Và ở đây thì thầy thấy rằng gì? 54 là sẽ bằng 60. Sẽ bằng 60 trừ 6. Đấy. Và 66 thì sẽ bằng gì? 60 cộng 6. Và tại sao thầy lại đưa về hai con số như thế này? Tại vì nó giống hàm đẳng thức, đưa về để đưa về hàm đẳng thức số 3. A trừ B, A cộng B. Đấy. Thầy nói lại nè, 54 chính là kết quả của 60 trừ 6. 66 chính là kết quả của 60 cộng 6. Và khi thầy viết như thế này thì đây sẽ xuất hiện vế phải của hàm đẳng thức số 3. Thì chúng ta sẽ đưa về vế trái, đó chính là gì? 60 mũ 2 trừ cho 6 mũ 2, đúng không? A trừ B nhân A cộng B sẽ là A bình trừ B bình. 60 mũ 2 sẽ là gì? 3600 trừ cho 36. Và kết quả sẽ bằng gì? 3564. Ok ha. Rồi, tương tự như vậy với câu B. Câu B thì dễ dàng hơn. Chúng ta có 203 mũ 2 thì thầy sẽ biến đổi về gì? 200 cộng cho 3 tất cả mũ mũ 2. Và ở đây thì thầy đưa về hàm đẳng thức A cộng B tất cả mũ 2 thì sẽ bằng A mũ 2 cộng cho 2 A B nhân A nhân B cộng cho B mũ 2. Và cái này sẽ bằng gì? 40.000. Đấy. Chỗ này sẽ là gì? 2 x 2 là 400, 400 x 3 là 1.200 cộng cho 9. Tiếp tục, cộng vào thì chúng ta sẽ có được đó là 41209. Rồi, ok. Như vậy thì với cái việc mà tính nhanh thì chúng ta sẽ với câu A mình áp dụng hàm đẳng thức số, hàm đẳng thức đó là A bình trừ B bình. Còn câu B thì mình sẽ áp dụng công thức đó là A cộng B tất cả mũ mũ 2. Đấy. Tiếp tục mình đến với bài 2.4. Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc là bình phương của một hiệu. Câu A thầy ghi lại đề bài. X mũ 2 cộng cho 4X cộng cho 4. Thì với cái việc mà chúng ta viết ở dưới dạng bình phương một tổng hay là bình phương một hiệu, okay, thì việc làm của chúng ta đó là cần xác định được A và B. Và mình cần xác định được là chúng ta đang sử dụng hàm đẳng thức nào. Người ta cho vế phải hay là vế trái. Cụ thể với câu A thì người ta đang cho đây là hàm đẳng thức gì? A cộng B tất cả mũ 2, đúng không? Và vế này là vế vế phải. Đấy, vế phải của hàm đẳng thức A cộng B tất cả mũ 2, tức là bình phương của một một tổng. Còn khi có dấu trừ chỗ này thì sẽ là bình phương của một một hiệu. Đấy, bình này, bình này. Thấy chưa? Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta cần xác định được AB. Thế thì mình có được cái gì? X bình phương. Như vậy x này chính là A. Mình xác định ra vào đây. A bằng x này. Đấy. Rồi. Thế thì mình ghi theo công thức biến đổi về chuẩn vế phải đó là gì? A bình cộng theo công thức sẽ là 2 nhân cho A tức là x. Mà đề bài của mình là gì? 4x. Như vậy 4x chia cho 2x. Cứ lấy đề bài chia cái này cho thầy. 4x mà chia cho 2x thì kết quả sẽ là 2. Như vậy số này, số ta nhân mà ta chia được này thì số này chính là B. Hay nói một cách khác, B của chúng ta sẽ bằng 2. Thầy nói lại tí xíu. X mũ 2, x bình thì chúng ta sẽ có được x này chính là A. Như vậy theo công thức sẽ là A bình cộng 2A, đúng không? Cộng 2A. Vậy bây giờ các em nhìn, ở trên này là 4x, dưới này là 2x, như vậy thiếu 2 nữa để được 4x, đúng không? Như vậy 2 này chính là B, B còn bằng 2. Thế thì theo công thức sẽ là gì? Cộng cho B bình. Đấy. Mà A bình cộng 2AB cộng B bình chính là A cộng B tất cả bình. Rồi.
Như vậy chúng ta xong câu A. Câu B. 16A mũ 2 trừ cho 16AB cộng cho 40 bình. Rồi, ở chỗ này thì mình để ý cho thầy đó là 16A mũ 2. Thì chúng ta thấy là gì? Cái số 16 này nó chưa có mũ 2, nhưng A này có mũ 2 rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ đưa về đó là gì? 16 chính là 4 mũ 2. Và chúng ta viết lại chỗ này sẽ là gì? 4A tất cả mũ mũ 2. Đấy, lưu ý chỗ này nha. Nhiều em viết xuống đây là 16A tất cả mũ 2 là sai. Nên là mình phải để ý là 16 này chưa có mũ 2 này, thì mình sẽ hạ xuống 4. Đấy, 4 mũ 2 là 16. A mũ 2 là A mũ 2. Như vậy thì chúng ta xác định được A của mình ở đây trong câu B sẽ bằng 4A. A này là A là trong công thức nha, hàm lượng thức nha. Còn lại 4A tức là ví dụ cụ thể. Tiếp tục, theo hàm lượng thức sẽ là gì? Trừ 2 A. A của mình là 4A. Đấy, trừ 2A, đúng không? Mà A của mình là 4A. Rồi bây giờ mình xem là thiếu gì. 16AB, chỗ này là 8A. Như vậy 16 mà chia cho 2 nhân 4 là 8, thì kết quả sẽ là gì? Là 2. Ở trên này có B, dưới này chưa có B, thì tức là thiếu B, nhân thêm B. Như vậy thì ở đây 2B này của mình chính là gì? Chính là B. Đấy, các em cứ chia ra, số nào mà chúng ta tìm được chỗ này thì số đó sẽ là B. Tương tự ở trên này thôi, đúng không? Như vậy B của mình là 2B, thế thì theo công thức sẽ là 2B tất cả mũ mũ 2. Đấy. Thế thì theo hàm lượng thức A mũ 2 A bình trừ 2AB cộng B bình thì sẽ là A trừ B tất cả bình. Đấy, như thế thôi. Ok ha. Rồi, như vậy thì chúng ta xong bài 2.4. Cái phần màu cam là phần nháp này. Xóa đi ha. Tiếp tục, mình đến với bài 2.5. Rút gọn các biểu thức sau. Câu A, thì ghi là đề bài. X trừ cho 3y trừ cho x cộng 3y. À, chỗ này là mũ 2 và mũ 2. Rồi. Ở đây thì chúng ta có hai cách để chúng ta làm. Một á, là gì? Chúng ta nhìn đây là hàm lượng thức A trừ B tất cả mũ 2. Rồi đây là A cộng B tất cả mũ 2. Còn không thì chúng ta sẽ nhìn theo cái hàm lượng thức đó là gì? A mũ 2 trừ B mũ 2. Nhưng mà với nhìn theo cái hàm lượng thức mà A mũ 2 trừ cho B mũ 2 á, thì nó khó hơn tí xíu. Nên là thầy sẽ làm cái cách đơn giản nhất. Đó là gì? Ở đây thầy sẽ áp dụng cái hàm lượng thức A trừ B tất cả mũ 2. Rồi, khai triển thì thầy đưa vào ngoặc. Như vậy sẽ là gì? A mũ 2 trừ cho 2 nhân A nhân B. Đúng không? Chỗ này thì AB các em xác định được rồi. A mũ 2 trừ 2AB tức là x mũ 2 trừ 2x nhân 3y cộng cho gì? B mũ 2 3y tất cả mũ 2. Nhớ rằng cái 3y này chúng ta phải đóng ngoặc lại. À, chỗ này là hai cái chúng ta phải mở ngoặc, đóng ngoặc rồi mũ 2. Khi mà các em ghi như thế này là sai. Sai. Nên chỗ này là cái mũ 2 này chỉ có của y thôi chứ số 3 không có mũ 2. Nên là khi đó các em phải mở ngoặc, đóng ngoặc lại thì nó mới mũ 2. Đấy. Rồi tiếp tục trừ cho cái này cũng tương tự, mở ngoặc vuông ra. Thì mình sẽ có được đó là x mũ 2 cộng cho 2 nhân x nhân cho 3y và cộng cho 3y mũ mũ 2. Ok ha. Này, A mũ 2 này, trừ này, 2AB này, cộng B mũ 2. Đấy, tương tự A mũ 2 cộng 2AB cộng B mũ 2. A đây, B đây. Ok. Tiếp tục. À, chúng ta làm gọn đó. X mũ 2 đồng thời bỏ mặt luôn các em ha. Được không? Chắc là được ha. Rồi, x mũ 2 trừ, mình có được 2 nhân 3 sẽ là 6 xa. Đó, chỗ này x, chỗ này y, mình ghi lại thôi. 3 mũ 2 sẽ là 9, y mũ 2 sẽ là y mũ 2. Rồi, chỗ này để ý cho thầy có dấu trừ đằng trước này. Thì bên trong này chúng ta sẽ đổi dấu lại hết. Chỗ này là dương x bình sẽ trở thành âm x bình. Được vậy ha. Đấy.
chỗ này là dương thì sẽ trở thành âm. 2 nhân 3 là 6 xy. Chỗ này là dương thì sẽ trở thành âm. 3 mũ 2 là 9. Y mũ 2 là y mũ 2. Tiếp tục. Những cái nào mà giống nhau chúng ta nhóm lại. Như vậy mình có được x bình. Chúng ta nhóm với lại âm x bình. X bình nhóm với âm x bình. Trừ 6 xy nhóm với trừ 6 xy. Nhóm với trừ 6 xy. 9A mũ 2 nhóm với trừ 9A mũ 2. Đó. Thế x mũ 2 trừ x mũ 2 bằng 0. Trừ 6 xy trừ cho 6 xy là bằng trừ 12 xy. 9A mũ 2 trừ 9A mũ 2 bằng 0. Ok. Như vậy thì chúng ta xong câu A. Là tương tự như vậy chúng ta làm câu B. Chắc là thầy xóa câu A ha, để cái nội dung thầy làm câu B. Câu B thầy ghi là đề bài 3x cộng cho 4y mũ 2 cộng cho 4x trừ cho 3y mũ 2. Rồi. Cái chỗ này thì ngược lại chúng ta không sử dụng được cái hàm đẳng thức A mũ 2 trừ B mũ 2, tại vì chỗ này là dấu cộng. Nên là mình chỉ có việc đó là gì? Sử dụng A cộng B tất cả mũ 2 và A trừ B tất cả mũ 2. Đấy. Nên phải để ý nha. Cái hàm đẳng thức mà A mũ 2 mà trừ cho B mũ 2 thì chỗ này là dấu trừ. Tức là câu A là mình sử dụng được này, nhưng câu B là không. Ok. Đó, bây giờ chúng ta khai triển cái đầu tiên này thôi. Như vậy thì mình sẽ có được đó là A của mình chính là 3x, B của mình là 4y. Thế theo hàm đẳng thức thôi. Bằng mình lấy cái đầu tiên mũ 2 lên cộng cho 2 lần cái đầu tiên này nhân cho cái thứ hai cộng cho cái thứ hai mũ 2 lên. Nhớ là mở ngoặc đóng ngoặc. Bước chỗ này quan trọng kìa. Nhiều em là quên ngoặc là sai. Ngoặc tròn. Đấy, nhiều em quên ngoặc chỗ đó là sai. Mình phải mở ngoặc 3x đóng ngoặc mũ 2. Mở ngoặc 4y đóng ngoặc mũ 2. Không mở ngoặc đóng ngoặc là sai. Tiếp tục cộng cho gì cũng mở ngoặc vuông, mở ngoặc tròn, số thứ nhất mũ 2 trừ cho 2 lần số thứ nhất nhân cho số thứ hai cộng cho số thứ hai mũ 2. Ok. Rồi. Chúng ta đồng thời bỏ ngoặc luôn. Ở chỗ này là 3x tất cả mũ 2 sẽ là gì? 3 mũ 2 là 9. Vậy sẽ là 9x mũ 2. Chỗ này 2 x 3 là 6, 6 x 4 là 24 cộng 24 xy. 4 mũ 2 là 16, tức là cộng cho 16 y mũ 2. Tiếp tục, dấu cộng thì trong này chúng ta cứ ghi bình thường, không đổi dấu gì hết. 4 mũ 2 là 16, tức là cộng 16 x mũ 2. Trừ thì mình vẫn ghi lại trừ nha, không đổi dấu nha các em, tại vì ngoặc của mình đằng trước là dấu cộng. Khi nào nó là dấu trừ kia chúng ta mới đổi dấu. 2 x 4 là 8, 8 x 3 là 24 xy cộng cho 3 mũ 2 là 9 y mũ 2. Ok. Tiếp tục nhóm lại 9x mũ 2 chúng ta sẽ nhóm với lại gì? 16x mũ 2. Cộng cho 24 xy. Chúng ta sẽ nhóm với trừ 24 xy. Tiếp tục 16 y mũ 2 chúng ta sẽ nhóm với 9 y mũ 2. Bằng 9 cộng cho 16 là 25 x mũ 2. 24 xy trừ 24 xy bằng 0. 16 cộng 9 là 25 y mũ 2. Ok. Rồi, như vậy là chúng ta xong bài 2.5. Tiếp tục mình đến với bài cuối cùng. Bài 2.6. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n, ta có n cộng 2 mũ 2
trừ cho mũ 2 chia hết cho 4. Rồi. Ở đây thầy ghi là đề bài trước ha. Chúng ta có được gì? Ta có n cộng 2 tất cả mũ 2 trừ cho n mũ 2 chia hết cho 4. Thế thì đầu tiên thầy sẽ biến đổi cái này theo hàm đẳng thức. Ở đây thì chúng ta sử dụng hàm đẳng thức đó là gì? A mũ 2 trừ cho B mũ 2. Đây, sử dụng cái hàm đẳng thức A mũ 2 trừ B mũ 2 sẽ bằng gì? A trừ B, A cộng cộng B. Em sử dụng cái này cũng được. Còn không thì các em cái gì? Biến đổi cái này trước nó là gì? N cộng 2 mũ 2. Đấy, biến đổi cái nào cũng được em. Đằng nào cũng gọn được. Chắc là thầy làm cái cách đó là gì? Thầy làm cái cách đó là N cộng 2 tất cả mũ 2. Biến đổi một cái thôi cho các em thấy đơn giản. Đó là chúng ta sử dụng công thức này. A hàm đẳng thức này cộng B tất cả mũ 2 sẽ bằng A mũ 2 cộng cho 2AB cộng cho B mũ 2. Thì với cái thiên hướng đó là gì? Cách nào mà các bạn dễ hiểu nhất là thầy sẽ làm cách đó. Ok ha. Rồi, như vậy thì thầy sử dụng cái N cộng 2 tất cả mũ 2 áp dụng công thức này thì sẽ là A bình cộng 2AB cộng B bình. Tương tự vậy thì sẽ là N bình cộng cho 2 nhân n nhân 2 cộng cho 2 mũ 2. Sau đó mình trừ cho n mũ 2. Tiếp tục. Rồi. N mũ 2 thầy ghi lại. Chỗ này 2 nhân 2 sẽ là 4, 4n. Cộng cho 4 trừ cho n mũ 2. Cách này nó dài hơn tí xíu nhưng mà nó dễ hiểu hơn. Sợ làm cách kia là các em lại một vài bạn yếu là chúng ta không nắm được. Rồi, bây giờ mình có được gì? N mũ 2 nè. Trừ cho N mũ 2 là bằng 0 rồi. Đúng không? Đây, N mũ 2 trừ cho N mũ 2 là bằng 0. Như vậy mình còn lại là 4N cộng 4. Đấy. Rồi, 4N cộng 4 thì bây giờ mình lấy gì? Mình lấy 4 ra ngoài. Đúng không? Mình lấy 4 ra ngoài. Thì có phải chỗ này sẽ là gì? N. Và 4 này khi mình lấy đi là còn lại là 1. Là các em sợ sai là các em cứ nhân vào các em sẽ thấy này. 4 nhân N sẽ ra 4N, ra được bên trên. 4 nhân cho 1 thì sẽ ra 4. Đấy. Rồi. Mà rõ ràng khi chúng ta biến đổi ra được gì? 4 nhân cho N cộng 1. 4 nhân N cộng 1. Trong cái tích của chúng ta có chứa thừa số 4. Như vậy thì cái này sẽ chia hết cho 4. Đúng chưa? Ok. Vậy 4 chia hết cho 4 nên 4 nhân cho n cộng 1 cũng sẽ chia hết cho 4. Vậy chỗ này thầy ghi thêm đó là với mọi số tự nhiên n. Vậy, vậy gì? Đề bài này, n cộng 2 tất cả mũ 2 trừ cho n mũ 2 chia hết cho 4 với mọi số tự nhiên n. Vậy, n cộng 2 tất cả mũ 2 trừ cho n mũ 2 chia hết cho 4 với mọi số tự nhiên n. Ok ha. Rồi như vậy thì ở đây thầy nhắc lại đó là gì? Chúng ta biến đổi theo cái hàm đẳng thức A cộng B tất cả mũ 2. Đấy, biến đổi ra đây. Sau đó mình rút gọn và từ đây mình rút ra 4 này. Và chúng ta có 4 chia hết cho 4 nên 4 nhân cho N cộng 1 cũng chia cho 4 với mọi số tự nhiên N. Mà cái kết quả này chia hết cho 4 thì đề bài cũng sẽ chia hết cho 4 với mọi số tự nhiên N. Ok. Rồi, cái bên này phần nhắc thầy xóa đi ha. Đó, thì như vậy chúng ta đã xong bài 2.6, cũng là bài cuối cùng. Thì trong video hôm sau, chúng ta tiếp tục đến với bài số 7, lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu. Và các em đừng quên like, nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ video bài giảng của thầy để tạo động lực cho thầy làm các video tiếp theo. Thầy cảm ơn các em, xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học tốt.